Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị khách quý, kính thưa Quốc hội, thưa đồng bào và cử tri cả nước. Cùng với các nước trên thế giới vượt qua mọi khó khăn thách thức trên tầm toàn cầu, đất nước chúng ta bước vào năm 2023 một cách vững chãi và tràn đầy tin tưởng với vận hội mới. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin gửi tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội cùng đồng bào và cử tri cả nước lời chào kính trọng và lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và thành công. Kính thưa Quốc hội, trên cơ sở yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, căn cứ vào quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và nội quy kỳ họp Quốc hội, hôm nay Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ hai để xem xét quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách sau đây. Thứ nhất, về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia mang tính chiến lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ, bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời, hệ thống đô thị và nông thôn, kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. Theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên phạm vi cả nước. Chính phủ có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia, trình Quốc hội xem xét và quyết định. Nghị quyết số 61/2022 QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội khóa 15 về giám sát tối cao công tác lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đã yêu cầu phải hoàn thành quy hoạch tổng thể quốc gia trong năm 2022. Trên cơ sở kết luận 45 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa 13 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia và trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển quốc gia, xu thế phát triển trong nước và quốc tế, các chủ trương định hướng phát triển lớn, các quy hoạch, kế hoạch có liên quan và các nguồn lực phát triển, đề nghị Quốc hội tập trung cho ý kiến về các vấn đề. Thứ nhất, xác định các quan điểm, tầm nhìn và mục tiêu phát triển. Thứ hai, dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển. Thứ ba, định hướng về phát triển không gian kinh tế xã hội, không gian biển, định hướng sử dụng đất quốc gia, khai thác và sử dụng vùng trời, phân vùng và liên kết vùng, định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, định hướng phát triển ngành hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, định hướng sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thứ tư, danh mục dự kiến các dự án quan trọng quốc gia trong thời kỳ. Và thứ năm là các giải pháp và nguồn lực để thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia. Căn cứ tờ trình hồ sơ của Chính phủ, ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, đề nghị Quốc hội xem xét kỹ lưỡng, nếu đủ điều kiện, sẽ quyết định thông qua quy hoạch tổng thể quốc gia theo thể thức tại một kỳ họp, bảo đảm tính khoa học và khả thi. Thứ hai, về dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi. Dự án luật đã được Quốc hội xem xét cho ý kiến tại hai kỳ họp trước. Tại kỳ họp thứ tư,
Quốc hội đã cân nhắc thận trọng toàn diện, quyết định điều chỉnh thời điểm xem xét thông qua dự án luật sang kỳ họp kế tiếp để có thêm thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp tục làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của các quy định, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa tạo sự phát triển ổn định và lâu dài của ngành y tế, không ngừng nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với sự chuẩn bị tích cực khẩn trương của các cơ quan, đến thời điểm này, dự án đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét quyết định. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận và làm rõ thêm một số vấn đề về Hội đồng Y khoa Quốc gia, thời hạn, điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh, tiêu chí, điều kiện và các yêu cầu bảo đảm đối với từng cấp chuyên môn kỹ thuật, căn cứ để lập, để phân cấp chuyên môn kỹ thuật và chuyển đổi phân cấp các cơ sở khám chữa bệnh. Vấn đề tài chính và chế độ tự chủ tài chính, giá dịch vụ khám chữa bệnh và hoạt động xã hội hóa thu hút nguồn lực của xã hội, phương thức cập nhật kiến thức y khoa liên tục, quy định về chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ nhân viên y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh và lộ trình thực hiện các điều khoản thi hành luật, v.v. Thứ ba, về tổng kết đánh giá thực hiện các chính sách đặc thù cho công tác phòng chống dịch COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 30 của Quốc hội. Nghị quyết 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội đã trao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương những quyền hạn đặc thù, đặc biệt và đặc cách để đáp ứng yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, Nghị quyết 30 đã hoàn thành sứ mệnh đặc biệt quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ kép, vừa kiểm soát phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Và đã chính thức hết hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đề nghị các vị đại biểu tập trung phân tích, đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện về bối cảnh ban hành, kết quả thực hiện nghị quyết, bài học kinh nghiệm về xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, đồng thời cho ý kiến làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và tác động của việc cho phép tiếp tục sử dụng giấy phép, đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2023, mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược, nhằm bảo đảm nguồn cung thuốc chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thứ tư, về vấn đề tài chính ngân sách nhà nước, Quốc hội sẽ xem xét và quyết định: một, việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; thứ hai, việc bổ sung dự toán chi thường xuyên từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021; thứ ba, việc điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Đây là các nội dung cần trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, nhưng do các cơ quan chưa kịp hoàn thiện hồ sơ tài liệu theo quy định, nên cần được xem xét quyết định tại kỳ họp này để đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng, góp ý kiến cụ thể về từng vấn đề, hoàn thiện các nội dung trong dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét và thông qua, bảo đảm tính chính xác, hợp lý và khả thi, rõ trách nhiệm gắn với tăng cường kỷ luật kỷ cương trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước, phù hợp với các quy định của luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công và các nghị quyết của Quốc hội. Thứ năm, về công tác nhân sự. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với một số đại biểu Quốc hội và xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ. Kính thưa Quốc hội, kỳ họp bất thường diễn ra ngay trong những ngày đầu năm 2023, đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, mùng 6 tháng 1 1946, mùng 6 tháng 1
năm 2023 và để xem xét quyết định các nội dung hết sức quan trọng. Rút kinh nghiệm từ thành công của kỳ họp bất thường lần thứ nhất, kỳ họp bất thường lần này là hoạt động bình thường của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm đắc, sâu sắc và chất lượng. Đề nghị các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, các cơ quan hữu quan tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ và nghiêm túc ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật, dự án nghị quyết với chất lượng cao nhất trình Quốc hội xem xét và quyết định tại kỳ họp này. Với niềm phấn khởi về những thành tựu của đất nước trong năm 2022 và với niềm vui đón chào năm mới 2023, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.